Titan Gel hỗ trợ cải thiện kích cỡ dương vật như thế nào? Trên thị trường hiện nay, sản phẩm bán chạy nhất giúp nam giới tăng kích thước cậu nhỏ là Titan Gel, với tác dụng giúp cậu nhỏ to ra nhanh chóng, dẻo dai, bền sức khi quan hệ, tăng cường sinh lực, kéo dài thời gian quan hệ, giúp các quý ông sung mãn duy trì sinh lý, tránh mãn dục sớm. Đồng hành cùng gel Titan, bạn sẽ trở thành người đàn ông bản lĩnh hiện đại, chinh phục bất kỳ cô nàng nào trên giường, làm cho cô gái của bạn hài lòng và thăng hoa nhất. Công dụng chính của Titan Gel: giúp tăng kích thước dương vật, hỗ trợ dương vật cương cứng, kéo dài thời gian quan hệ, tăng ham muốn tình dục, cải thiện xuất tinh sớm. Các nguyên nhân dẫn đến dương vật của bạn kém phát triển. Có nhiều nguyên nhân khác nhau như môi trường sống, áp lực công việc, stress, cách sống không lành mạnh, sử dụng nhiều chất kích thích như rượu, bia, cà phê, các bệnh tim mạch, làm cho lưu lượng máu đến bộ phận này giảm đi, làm ảnh hưởng đến cậu nhỏ và sức khỏe sinh sản của bạn. Các thành phần có trong gel Titan Nga chứa những thảo dược quý hiếm mà từ thời xa xưa đã dùng trong lĩnh vực sinh lý nam. Cho đến ngày nay, với sự phát triển của nền khoa học hiện đại đã tạo ra một công thức khoa học giúp phát huy hết công dụng của các chất này để điều chế thành một bảo bối để bất kỳ nam giới nào cũng có thể tủ cho mình một tiếp để trong tủ thuốc gia đình. Trong gel Titan Nga có chứa axit hyaluronic. Chất này hoàn toàn tương thích với các tế bào trên cơ thể, giúp tăng tốc độ phát triển của các tế bào và các mô, qua đó giúp tăng kích thước dương vật mà không cần phẫu thuật. Axit succinic kích thích sự tăng trưởng của các tế bào trong cơ thể và duy trì các chất dinh dưỡng ở mức độ cần thiết. Nó còn giúp tăng cường thời gian cương cứng của dương vật. Chất chiết xuất từ cây mã tiên thảo giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, lưu thông máu ở các vùng cơ quan, vùng xương chậu và thành mạch máu, giúp cải thiện sự cương cứng cho dương vật. Chất chiết xuất từ quả dâu tây. Dâu tây có chứa nhiều vitamin và các nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho khả năng cương cứng. Hiệu quả từ quả dâu tây này đã được biết đến từ thời cổ đại. Cơ chế hoạt động của gel Titan đó chính là sự thẩm thấu sâu vào các mao mạch trong thể hang dương vật, giúp tăng lượng máu lưu thông, lâu ngày làm tăng kích thước mao mạch và các thể hang, từ đây làm tăng kích thước dương vật một cách tự nhiên và bền vững, đảm bảo không bị thu hồi sau khi ngừng sử dụng. Sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi với thành phần hoàn toàn tự nhiên nên không gây bất kỳ tác dụng phụ nào, đảm bảo người dùng sẽ hài lòng tuyệt đối.